chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 19 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh. Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Kim Động, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào, Văn Giang và Khóa Châu. Xã Thụy Lôi mở rộng diện tích trồng hoa, mang lại thu nhập trên 40 triệu đồng một sào một năm. Những đổi thay hạ tầng ở các xã nông thôn mới. Công khai minh bạch góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án vào đầu tư. Tiêu hủy trên 300 lít rượu không bảo đảm theo quy định. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2020, sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên trường chính trị Nguyễn Văn Linh. Chúc mừng tập thể Ban giám hiệu cán bộ, giảng viên, nhân viên trường chính trị Nguyễn Văn Linh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thể nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định vai trò quan trọng của công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác quản lý, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cán bộ giảng viên của nhà trường phải nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Những tin tức về hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền đến quý vị và các bạn ở phần sau chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Động trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Sự buổi tiếp xúc có ông Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Quốc Toàn đã thông báo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2021, đồng thời thông tin đến cử tri dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Cử tri huyện Kim Động đã có nhiều ý kiến phản ánh tập trung vào một số vấn đề hệ thống tiêu thoát nước qua đường 377 và quốc lộ 39 hoạt động kém, gây ngập úng, một số kênh tưới tiêu trên địa bàn xuống cấp ảnh hưởng đến sản xuất. Cử tri đề nghị sớm phê duyệt diện tích chuyển đổi cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hỗ trợ kinh phí mua xe chở rác thải chuyên dụng cho các địa phương, tình trạng xả thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, một số cử tri phản ánh khó khăn trong việc tìm người đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với cán bộ bán chuyên trách ở thôn. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn cảm ơn tiếp thu giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri và tổng hợp gửi các đơn vị thẩm quyền để xử lý, giải quyết ý kiến, trả lời cử tri. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Văn Lâm kiến nghị phản ánh một số vấn đề về ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải và sông Đình Dù gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất, tình trạng doanh nghiệp sản xuất xả thải gây ô nhiễm môi trường, công tác nạo vét tưới tiêu chưa được thường xuyên liên tục dẫn đến khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng làng nghề ba tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh. Cử tri đề nghị tỉnh huyện nâng mức phụ cấp cho cán bộ công tác tại cơ sở, đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương và bê tông hóa đường giao thông nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, cử tri còn phản ánh về một số tuyến đường trên địa bàn huyện xuống cấp cần sớm đầu tư nâng cấp. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Văn trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri, giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm giải quyết những nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về tiếp xúc cử tri thị xã Mỹ Hào. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Nhân Hòa đề nghị
tỉnh nâng mức giá bồi thường đất nông nghiệp cho người dân khi nhà nước thu hồi đất xây dựng các dự án. Tuyến đường trục kinh tế Bắc Nam đoạn đi qua địa bàn phường Nhân Hòa thi công nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa xong. Cùng với đó, xe quá khổ quá tải vẫn còn hoạt động nhiều, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Hiện nay một số hộ dân vẫn chưa sử dụng nước sạch. Cử tri phường Phan Đình Phùng kiến nghị hiện nay nước tại kênh C chính bị ô nhiễm nặng nên ảnh hưởng đến sản xuất, đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí để nạo vét và sớm đưa trạm bơm tưới tiêu của phường đi vào hoạt động. Phường chưa có bãi rác tập trung nên đề nghị tỉnh, thị xã sớm quy hoạch cho địa phương một bãi rác tập trung tránh gây ô nhiễm môi trường. Cử tri phường Bần Yên Nhân kiến nghị phường có số lượng dân số cơ học cao dẫn đến thiếu nhiều phòng học cho các cháu, đề nghị tỉnh, thị xã đầu tư kinh phí để xây thêm phòng học. Đề nghị tỉnh bàn giao dự án khu đô thị Văn Quý cho phường quản lý tránh gây thất thoát lấn chiếm đất. Cử tri phường Dị Sử đề nghị tỉnh cần xem lại tiêu chí để xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo vì những tiêu chí để xét duyệt trước đây đến nay không còn phù hợp. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh mà cử tri quan tâm. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện Phan Sang có buổi tiếp xúc với cử tri xã Long Hưng. Sự buổi tiếp xúc có các đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Long Hưng bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả đạt được, đặc biệt là việc tổ chức thành công đại hội vừa qua, đồng thời kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân một số vấn đề như cơ chế hỗ trợ cho người có công theo quy định còn hay không, cần trả lời cụ thể người dân, kiến nghị mở rộng đường huyện 24 qua thôn Ngọc Bộ và một số tuyến đường thôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và sản xuất, cần lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở một số điểm giao cắt giữa đường tỉnh và huyện, giữa đường thôn với các tuyến đường tỉnh đường huyện, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đẩy nhanh tiến độ thi công một số tuyến đường giao thông qua địa bàn xã, đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ xi măng, nâng cấp cải tạo giao thông thôn xóm, đường ra đồng, quan tâm xử lý nước thải sinh hoạt và nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo tỉnh huyện trả lời giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, những vấn đề còn lại sẽ tiếp thu trình lên kỳ họp tới. Đại biểu tổ số 78 Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Khoái Châu tiếp xúc cử tri huyện Khoái Châu. Các cử tri huyện Khoái Châu đã phản ánh kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện một số vấn đề. Việc phân bổ ngân sách cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong nghị quyết 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh hỗ trợ về nhà ở cho người có công và người nghèo. Đề nghị hỗ trợ kinh phí làm đường nội đồng, khó khăn trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án khu công nghiệp tại xã Tân Dân 10 năm nay chưa triển khai, gây khó khăn cho nhân dân và doanh nghiệp. Tuyến đường 383 xã Đồng Kết xuống cấp nghiêm trọng, tăng cường xử lý nghiêm các xe máy phóng nhanh vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra một số cử tri phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường khu dân cư do chất thải sinh hoạt chăn nuôi. Đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện đã trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri và giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri. Trình bày các báo cáo và tờ trình cũng như dự thảo. Quý vị và các bạn, trước đây xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ chỉ có vài gia đình trồng hoa, diện tích manh mún. Nhận thấy giá trị kinh tế cao, nhiều gia đình đã học tập chuyển đổi cây trồng từ những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng hoa, thu nhập trên 40 triệu đồng một sào một năm. Năm 2018, tổng diện tích trồng hoa của xã Thụy Lôi khoảng 5 hecta thì nay đã lên đến gần 9 hecta, trong đó tập trung ở thôn Thụy Lôi và thôn Lệ Chi. Nhiều gia đình đã mở rộng diện tích hàng mẫu như gia đình ông Trần Văn Tập, Trần Văn Quân. Giống hoa chủ lực là hoa cúc các loại được bà con trồng quanh năm và hoa loa kèn trồng trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 5. Như với cây hoa cúc, người dân trồng một năm được 3 vụ, với mỗi sào trồng được từ 15.000 đến 16.000 bông. Giá hoa cúc dao động trong khoảng từ 2,5 đến 3.000 đồng một bông, trừ chi phí nông dân thu lãi khoảng 15 triệu đồng một sào một vụ.
Nhờ diện tích cây hoa ngày một mở rộng, sản lượng đảm bảo, vì thế việc tiêu thụ của bà con cũng trở nên thuận lợi. Thị trường hoa ở đây được mở rộng sang các tỉnh thành phố như Hà Nội, Sơn La, Yên Bái, Quảng Ninh. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, cùng với nhiều thay đổi cách nghĩ, cách làm của cán bộ và nhân dân các địa phương, không chỉ đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, mà hạ tầng nông thôn cũng được đầu tư nâng cấp khang trang, sạch đẹp. Đây là những hình ảnh về quảng trường thành phố Hưng Yên năm 2010. Còn đây là hạ tầng nông thôn trước khi tỉnh Hưng Yên bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Đường giao thông, nhà văn hóa, làng quê vẫn còn lạc hậu, khó khăn. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún. Nhưng đến nay, sau 10 năm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có tổng chiều dài đường cấp xã là gần 7.000 km đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Gần 1.500 km đường trục thôn, đường liên thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Trên 2.300 km đường trục chính nội đồng được bê tông hóa, cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Nếu nói về đường trước đây thì rất là rộng, đường hẹp, sau đó xây đường mới thì nó trở thành một bức tranh. Các đường đều thấp nhất là 3 mét bê tông hóa và cao nhất là 5 mét. Thế là nhìn lại thì như gọi là khi xây nông thôn mới, người dân như khoác nông thôn mình cho quê mình mùa một gà mới. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 499 trường học các cấp, đã có trên 9.600 phòng học, trong đó có 92% phòng học kiên cố cao tầng đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Được sự quan tâm của các cấp các ngành cũng đã mới tu sửa lại 10 phòng lớp học, hiện tại là rất là khang trang, nên chất lượng dạy và học trong nhà trường cũng được nâng lên rõ rệt. Năm 2010, tỉnh Hưng Yên có 45 trên 161 xã phường thị trấn có nhà văn hóa. Hầu hết các xã chưa có quy hoạch khu vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng mới, nâng cấp 103 trung tâm văn hóa thể thao xã, 354 nhà văn hóa thôn, có 118 xã phường thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao, 43 xã phường thị trấn có hội trường đa năng và khu hoạt động thể thao, 753 trên 832 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu hoạt động thể thao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có nhà tạm, dột nát, tỷ lệ nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng trên địa bàn các xã đều đạt 100%. Để có được những kết quả trên, cùng với các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, các địa phương đã có cách làm chủ động, sáng tạo phù hợp với điều kiện và yêu cầu cấp thiết của người dân ở từng địa phương, phát huy cao nguồn nội lực, lồng ghép với chương trình dự án, lựa chọn tập trung hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm qua, huyện Yên Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp với từng địa phương giúp nông dân nâng cao thu nhập hướng đến sự phát triển bền vững. Ngay từ khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Mỹ đã chú trọng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa sản xuất tập trung. Đến nay toàn huyện đã hình thành nhiều mô hình sản xuất như vùng cây ăn quả tại các xã Minh Châu, Yên Phú, Hoàn Long, vùng rau an toàn tại các xã Việt Cường, Yên Phú, Hoàn Long, vùng lúa nếp chất lượng cao tại xã Trung Hòa, giá trị sản xuất trên 1 hecta canh tác năm 2010 là 102,6 triệu đồng, đến nay tăng gần 190 triệu đồng 1 hecta. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho chuyển đổi trồng cây, xã Mây Thủy Lông là cũng nạo vét kênh mương máng để cho chúng tôi tưới tiêu cũng thuận lợi. Trong khi đó, đối với những xã có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp dịch vụ như Trung Hưng, Liêu Xá, Tân Lập, Nghĩa Hiệp, Giai Phạm, bài toán khó được đặt ra là giải quyết việc làm cho nông dân, nhất là với nhóm tuổi ngoài 40. Bên cạnh tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện Yên Mỹ đã tạo điều kiện để người dân phát triển làng nghề truyền thống. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như cơ khí, mộc, chế biến thực phẩm may mặc, đồng thời đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo cơ hội để người dân nơi đây phát triển dịch vụ thương mại. Chị em kể cả tuổi khoảng 50 ấy thì vẫn đi làm được, mỗi tháng cũng được 5-6 triệu, có người thì 7-8 triệu. Huyện Yên Mỹ chúng tôi đã đẩy mạnh cái phong trào sâu rộng đến tận người dân thế và các cái tổ chức hội để vào cuộc để làm sao là tăng cái
thu nhập cho người dân. Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là tạo mọi cái nguồn lực cho các cái hộ dân vay vốn, mỗi một năm thì cũng đã giới thiệu việc làm cho các thanh niên mà không đi học đại học là vào các cái công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn, khuyến khích là phát triển quy hoạch những cái làng nghề truyền thống. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân huyện Yên Mỹ đã có sự thay đổi vượt bậc. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi, từ 27,4 triệu đồng một người năm 2011 lên 58,6 triệu đồng năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, đến nay còn 363 hộ, chiếm 1,08%. Những sự thay đổi này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân, mà còn giúp Yên Mỹ phát huy nội lực xây dựng quê hương trở thành huyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với công khai minh bạch số diện tích thu hồi và số tiền đền bù của từng hộ để mọi người cùng giám sát lẫn nhau, thì công tác tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người dân luôn được các địa phương của huyện Phan Giang thực hiện kịp thời, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân. Qua nhiều lần tham dự các cuộc họp dân, mọi chính sách về thu hồi, đền bù đều được niêm yết công khai từ thôn đến xã. Vì vậy mà gia đình ông Hoan cũng như nhiều hộ dân khác ở thôn Hạ, xã Cửu Cao có đất thu hồi phục vụ dự án khu nhà phố mới Văn Sang đạt được đồng thuận cao. Tuyên truyền này rộng rãi hơn để cho dân là coi như được họp, được hành, được bàn. Ngay sau khi hoàn thành công tác kiểm kê đất và tài sản trên đất để chuẩn bị cho chi trả tiền đền bù, thông tin diện tích thu hồi, số tiền đền bù, hỗ trợ của từng gia đình ở các dự án đều được niêm yết công khai tại nhà văn hóa từ thôn đến xã để mọi người cùng giám sát lẫn nhau và thực hiện. Đây ý kiến thứ tư hàng tuần là dân rất là thấy thoải mái thôi, ra phản ánh trực tiếp quyền lợi của gia đình. Tại nhiều dự án ở Văn Giang đã duy trì trực tại các thôn vào thứ tư hàng tuần để tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Từ đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đây là cách làm mới của Văn Sang. Nhờ đó mà các thắc mắc kiến nghị của nhân dân liên quan đến thu hồi, đền bù đất đều được tuyên truyền, giải đáp kịp thời. Tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận với các chủ trương chính sách của nhà nước, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Với cách làm này, Văn Sang đang làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh triển khai các dự án lớn về kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trường Trung học phổ thông Minh Châu đã tổ chức buổi lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trường Trung học phổ thông Minh Châu được thành lập tháng 8 năm 2007. Khi mới thành lập, trường phải học nhờ Trường Trung học phổ thông Yên Mỹ và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phố Nối. Đây là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Yên Mỹ. Đến thời điểm này, nhà trường đã có 52 cán bộ giáo viên, 100% giáo viên đạt chuẩn. Trường có một khu nhà hiệu bộ 2 tầng, 2 khu nhà lớp học 3 tầng, 30 phòng học, một khu nhà 3 tầng phục vụ thực hành và có thư viện với gần 1.000 đầu sách, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của thầy và trò nhà trường. Trong nhiều năm nay, học sinh xếp loại học lực giỏi đạt từ 20% trở lên, loại khá đạt từ 70% trở lên, xếp loại hạnh kiểm tốt đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt trên 99%, đỗ đại học trên 70%. Trong hai ngày 18 và 19, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hoạt động nổi bật là đêm gala văn nghệ, trong đó các thầy cô giáo và sinh viên được trao đổi đóng góp ý kiến cho các hoạt động của nhà trường cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tiếp đó là chương trình văn nghệ với 7 tiết mục đặc sắc phong phú của các tập thể trong trường. Các tiết mục đều có sự lôi cuốn và hấp dẫn khán giả. Trong khuôn khổ đêm gala, ban giám hiệu nhà trường còn phát động tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ủng hộ để chia sẻ với đồng bào miền Trung nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.
Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã thực hiện kiểm tra 20 vụ sản xuất kinh doanh rượu, trong đó phát hiện xử lý 6 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần 17 triệu đồng. Ngoài kiểm tra, lực lượng chức năng đã tịch thu và tiến hành tiêu hủy trên 300 lít rượu, gồm rượu trắng và rượu táo mèo, trị giá gần 7 triệu đồng. Các lỗi vi phạm phát hiện và xử lý gồm kinh doanh rượu dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định, kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định, kinh doanh sản phẩm rượu sản xuất trong nước không dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong nước, không niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu tại địa điểm kinh doanh. Để tăng cường quản lý và phòng ngừa những hệ lụy do tiêu dùng rượu không đảm bảo chất lượng gây ra, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng trong quản lý, siết chặt thị trường rượu từ khâu